Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Soul Review. Các bạn xem video hãy giúp sâu một like, share, comment và đăng ký kênh sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đại quản gia là Ma Hoàng, tập 594, nghe Tà Vô Nguyệt nói lạnh lùng như thế. Thạch Cung Phụng giật bắn cái thằng người hoảng hốt, còn lúc này, ở bên trong nghĩa địa sau núi, giọng chắc bịp cũng bàng hoàng không kém. Sau khi nghe Khuê Cương đánh xong chạy về báo cáo với hắn, cái quần què gì vậy? Con hàng tiểu tử Tà Vô Nguyệt đó nhờ ngươi nhắn tin cho ta trước mặt tất cả mọi người sao? vẻ mặt ngây ngốc, đậu xanh rau má, ngu người rồi. Khuê Cương ôm quyền cúi đầu xác nhận, đúng vậy sư phụ, tông chủ hắn xác thực là nói như vậy đó. Thấy vẻ mặt cao có khó chịu của sư phụ, Khuê Cương thử vụng trộm dò xét, sư phụ, ngài cùng với tông chủ là có quan hệ thế nào vậy, làm sao mà dường như hắn rất quan thuộc với ngài vậy. Khẽ trao mày, chắc bịp trong lòng run lên một cái, giải thích cho thằng đệ tử sức con trâu đầu con lợn này, quen thuộc thì có quen ấy, nhưng chỉ là chưa công khai ra mà thôi, vốn là gặp một hai lần gì đó, hắn thì có cớ chỉnh đốn nội môn, như lần này hắn lại công khai sự tồn tại của ta thì tương đương với việc đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió rồi cùng với những trưởng lão cung phụng kia đấu kiếm một phen con hàng này là có cái ý tứ quần què gì đây ánh mắt bịp lập lòe đang chiêu lẩm bẩm trong lúc hai thầy trò đang tâm sự mỏng chắc bịp thì đang bực bội đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên chính là cái ý tứ đó đó khuê cương nghe vậy kinh ngạc quay đầu ngoái nhìn chỉ thấy hư không xuất hiện một cái hư ảnh thân hồn người này chính là con hàng tà vô nguyệt chắc phàm ngươi tại ngoại môn không phải là ý tứ muốn sáng tạo ra một cái lạc gia thứ hai đấy chứ vậy thì bản tông liền muốn yêu cầu ngươi cho ta tại tạp dịch phòng lại làm một cái lạc gia đi khuê cương lập tức nhận ra thân phận của hắn ôm quyền cúi đầu đệ tử khuê cương tham kiến tông chủ trong lòng thì vui mừng càng thâm kinh dị người tông chủ này quả nhiên cùng với sư phụ giao tình không ít vậy mà đích thân tới tạp dịch phòng khó trách lúc trước sư phụ vào tạp dịch phòng phụ thân và nguyệt linh đều nói hắn bối cảnh thâm hậu không thể đụng tới thì ra là thế có tông chủ chống lưng bối cảnh này xác thực đầy đủ thâm con mợ nó hậu rồi nhưng chắc bịp nghe xong thì nhíu mày nhìn về phía hư ảnh lên tiếng hỏi lại làm ra một cái lạc ra khác ngươi đây là có cái ý tứ gì hả hắn đối với tà vô nguyệt cũng chẳng có gì là cung kính đối đãi giống như một người bình thường mà thôi thấy thế tà vô nguyệt trong lòng khó chịu nhìn chằm chằm chắc bịp cái tên tiểu tử này không quen tập trung xưa nay đều không biết rõ quy củ thế nhưng lúc này đang là thời điểm dùng hắn cũng không tiện lập quy cho hắn chứ cứ tạm qua loa cho xong chuyện đã chờ sau này sẽ đánh mông cho vào khuôn khổ nhưng mà cái chuyện này cũng không thể để lộ ra trước mặt người ngoài nếu không thì đâu còn mặt mũi tông chủ được chứ kết quả là tà vô nguyệt nhịn phóng dám nộ khí trong lòng liếc mắt nhìn khuê cương lạnh lùng nói ta cùng sư phụ ngươi có chính sự muốn đấu kiếm ngươi trước tiên lui ra sau đi khuê cương hiểu ý lập tức đáp ứng rời đi sau đó rất nhanh quay đầu vội vã biến mất không chút bóng dáng nghe âm thanh lạnh lẽo của tà vô nguyệt hắn cũng lạnh sống lưng trong đầu nảy số lập tức chìm cút sôi xéo tránh cho đại lão cãi nhau rồi mũi bị đập đợi khuê cương rời đi, ta vô nguyệt nhìn về phía trác phàm, thản nhiên lên tiếng, ta để ngươi tại tạp dịch phòng xây dựng một cái lạc gia, chính là muốn ở chỗ này xây một cái đỉnh núi khác, ở chỗ này làm ra một cái quy củ giống như nội môn, thậm chí địa phương tập huấn của đệ tử tinh anh. về sau tuyển bạt đệ tử tinh anh, như vậy liền thoát khỏi ma chảo của đám lão đầu từ kia. nghe xong, chắc bịp cũng giật mình, vì sao lại muốn làm như thế? rõ ràng là ta để người đi nội môn khiêu chiến một hai lần, thời điểm khiến nội môn mất đi hết thể diện, ngươi thử cơ chỉnh đốn, thu hồi đại quyền bây giờ lại muốn ta ở tạp dịch phòng. Cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi này, cái méo gì cũng không có, bắt đầu từ số 0, xây dựng lên một cái nội môn, cái này chẳng phải là bắt ta móc sạch túi ra sao hả? Ta vô nguyệt bất đắc dĩ cúi đầu bất lực, những cái lão gia hỏa kia tại nội môn đã thâm căn cổ đế, thế lực rắc rối như tơ vò khó có thể gỡ được, coi như là chỉnh đốn thì cũng chỉ là trị ngọn, không trị gốc được, không có tác dụng lớn. Nếu lâm thời ứng phó một chút để tham gia cái song long hội lần này thì có thể, nhưng lâu dài thì cũng không phải là biện pháp tốt, còn không bằng bắt đầu lại từ đầu. Chỉ để lấy hết quyền thế của nội môn, để những lão gia hỏa đó mất hết đi quyền lực, chỉ để mà thất bại, mà tạp dịch phong cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi méo có ai quan tâm này? Chính là khối tịnh thổ duy nhất còn sót lại bên trong tông môn, ngươi ở cái chỗ này, thi triển quyền cước sẽ không có bất luận kẻ nào can thiệp vào được. Nghe xong, Chắc Bịp không khỏi cho mày, sau đó trong đầu nảy số chạy từ Đông Anh sang Long Biên, chậm rãi lắc đầu, nhưng muốn tái tạo xây dựng ra một cái nội môn hoàn toàn mới, chẳng những cần thời gian, nhân mạch, còn có số lượng lớn tư nguyên, đây không phải là chuyện có thể làm xong một sớm một chiều. Riêng cái phần tài nguyên tu luyện kia, ngươi coi như thân là tông chủ, nhưng cũng không thể lực áp tất cả trưởng lão cung phụng kia, mà phân phát hướng về tạp dịch phòng bên này, áp lực lớn lắm, mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra được, ném tư nguyên tới tạp dịch phòng, giống như đem tiền đổ xuống sông xuống biển, chắc chắn sẽ không có người đồng ý. Tà Vô Nguyệt khẽ liếc nhìn hắn một cách gian xảo, khoanh tay hờ hững lên tiếng, ai nói ta muốn phát tư nguyên cho ngươi chứ, trong tay ngươi không phải là có rất nhiều tài lực đỉnh cấp sao? bịp ca nghe xong giật bắn cái thằng người đậu xanh rau má cái gì muốn dùng đồ của ta sao tại sao muốn dùng đồ của ta chứ đó là đồ của lão tử dựa vào cái gì mà đòi ta lấy ra chứ nghe vậy tà vô nguyệt bất giác hừ lạnh một tiếng giọng nói có phần chua chát đáng ngắt ngươi là một cái con hàng thổ hào địa chủ không biết đào móc được từ chỗ nào mà phát tài eo quấn vạn kim cho đồ đệ trang bị đậu xanh rau má nó toàn là hàng cao cấp xuất ra một chút tài nguyên tu luyện vì tông môn cống hiến thì thế nào đừng quên bây giờ ngươi cũng là đệ tử của ma sách tông rồi liền nên vì tông môn mà cống hiến làm ra một chút hy sinh đi chứ chắc bịp nghe xong vẻ mặt câu có khó chịu có cảm giác bị người ta đào móc chân tường nói thật cho ngươi biết nhé con hàng nếu không phải biết nhà ngươi gia cảnh giàu có nứt đố đổ vách như thế kế hoạch này ta còn không có ý định áp dụng đây này hiện tại cũng chỉ có ngươi một người có thể gánh vác được cái trách nhiệm to lớn này có thể như bỏ sữa cung cấp thêm hao phí cho một cái nội môn mới còn về vấn đề thời gian ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi trong vòng 10 năm có thể đem lạc gia nâng lên địa vị như thế thì trong thời gian ngắn cũng có thể nhất định sẽ tạo ra được một cái chỗ đứng cho nội môn tạp dịch này. Còn về nhân mạch thì càng không thành vấn đề, trừ đệ tử tạp dịch phòng mặc sức cho ngươi điểm danh chọn lựa, thì ta cũng đã phóng dám ra bên ngoài. Nói tạp dịch phòng có một cao nhân bố đời có thể trong thời gian ngắn đem đệ tử bồi dưỡng đạt tới tình trạng đệ tử tinh anh, đến lúc đó đám đệ tử nội ngoại môn nhất định sẽ chen chúc nhau mà tới xin ngươi nhận làm đào quất, ngươi yên tâm đi, việc của ngươi chỉ là đem tài liệu tu luyện chuẩn bị cho tốt để cung cấp cho đám đệ tử thôi. Ha ha ha. Nhìn ta vô nguyệt cười to, chắc bịp biết mình bị lừa rồi trong vang cái thằng người trong mắt lập loè tinh quang không khỏi tức giận làm gì muốn ăn cướp của ta à? cướp của người giàu chia cho người nghèo có phải không đây cũng đều là lão tử phải vất vả lắm mới đoạt được cũng không gánh vác được nhiều người như vậy ta vô nguyệt nghe xong sắc mặt lạnh lùng gánh được thì gánh không gánh được cũng phải gánh ngươi chính là một tên thổ hào địa chủ đừng ở đây giả nghèo giả khổ than khóc với ta cái này cũng chính là xem thành công tích tông môn của ngươi đúng rồi tiểu tử kia chắc là đã đem lời của ta nhắn cho ngươi rồi cái bộ trang bị kia bản tông chủ cũng muốn có một bộ đó chắc bịp dứt khoát quay đầu không có đánh thổ hào phân dụng đất sao đậu xanh rau má nó chứ toàn là phân lão tử hiện tại nghèo bền vững ba đời rồi vẻ mặt buồn bực vô cùng điều này làm cho tà vô nguyệt trong lòng cười thầm ánh mắt khẽ híp lại nham hiểm xào trá sau đó phóng dám rời đi nhưng trong không trung vẫn còn văng vẳng âm thanh của hắn tiểu tử cái bộ trang bị bản tông chủ muốn kia mau chóng chuẩn bị cho tốt bản tông chủ ta bảo kê cho ngươi ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ đi ha 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 Cha bịp lúc này sắc mặt âm trầm, giao cái bà nội nhà ngươi, lão tử ủ mưu lập kế, giúp cho ngươi xử lý chuyện rắc rối, vậy mà ngươi còn hướng lão tử thu phí bảo kê sao? Đậu xanh rau má nó chứ, giang hồ hắc bang đều không đen ăn đen, đỏ ăn đỏ như ngươi, ách, không đúng, nơi này chính là Ma Tông, vốn là đại ca của hắc bang mà. Tức xì khói đứt cha bịp câu có mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc hỏa, tà vô nguyệt, ngươi cứ chờ đấy cho lão tử, chờ lão tử lớn rồi nhất định sẽ là thời điểm đè mông ngươi đánh đòn cho khóc lóc cầu xin tha thứ mới được hừ hừ bịp âm thầm thề với lòng có thủ tất phải báo sau đó đêm khuya yên tĩnh tiếng chuông tập hợp của tạp dịch phòng đột nhiên vang lên không ngừng đám tạp dịch xốc quần áo lập tức cong đít chạy đến rìa rừng cây tập hợp viên lão đầu chấp tay gọi lớn tập hợp tập hợp nào tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp lại nào đám tạp dịch phòng sắc mặt khó hiểu vội vã chạy tới một tên nghi hoặc lên tiếng hỏi ai ra viên lão viên lão đây cũng là người nào gõ chuông vậy không phải khuê lang với nguyệt linh đều đi rồi hay sao bất giác khẽ cười một tiếng viên lão thản nhiên đáp một cái danh trại quân đội kỷ luật thép lão đại cũng giống như nước chảy mây trôi hai con hàng kia đi rồi nhưng mà lại có người mới tới rồi tranh thủ thời gian đi tập hợp đi chưa có chọc lão đại mới tức giận lúc đó ngươi cứ xác định là nát mông nhé con nói xong viên lão cũng phóng dám chạy đi luôn điều này làm đám tạp dịch phòng cảm thấy ngờ vực lão đại mới sao chẳng lẽ lại có đệ tử nội môn mới bị lưu đầy tới chỗ này sao làm sao mà mấy cái chuyện này cứ diễn ra hoài vậy nhỉ vừa mới tiễn được hai cái ôn thần thì bây giờ lại tới một người khác rồi đậu xanh rau má nó chứ chúng ta vận mệnh cứ lên voi rồi xuống chó gập gành nhiều thăng trầm than ôi không biết tới khi nào mới có thể giải thoát được cái bể khổ này đây rất nhanh đám này cũng đã tập hợp tại cái sơn động bên trong có một cái lôi đài cao đang đứng mấy người thế nhưng khi đám nội môn nhìn thấy người đứng trên lôi đài cũng không phải là sư huynh sư tỷ nội môn nào cả như trong suy nghĩ mà chính là nguyệt nhi cùng với khuê cương phía sau còn có một đạo bóng đen đang núp sau lưng to xác của khuê cương viên lão một đường đi tới sau đó ôm quyền cúi đầu cha quản ta tất cả các con hàng của tạp dịch phòng đều tập hợp đông đủ rồi cha bịp nghe xong khẽ gật đầu cười nhìn viên lão viên lão vất vả quá rồi a à. lúc này hắn cũng từ phía sau đi tới hiện thân trước mặt đám người đệ tử tạp dịch cất cao giọng hót hôm nay đem mọi người triệu tập tới cái chỗ này chủ yếu là muốn tuyên bố hai cái tin tức một cái xấu một cái tốt các ngươi muốn nghe tin nào trước đám đông nhìn thấy hắn thì có chút hồ nghi nhìn nhau này có phải chắc phàm không nhỉ hắn là lão đại mới đúng không cũng không để ý tới đám này nghị luận bịp tiếp tục múa mỏ đầu tiên chính là tin xấu trước đi thời gian ăn no nằm chờ chết của các ngươi đã chấm dứt khuê lang cùng với nguyệt linh đã rời đi các ngươi cũng đã có nửa năm thời gian sống yên ổn nhưng hiện tại chắc phàm ta dự định chính thức tiếp quản tạp dịch phòng chính là quản sự thực sự của các ngươi các ngươi nửa năm vừa rồi thời gian nhàn nhã cũng nên thu hồi lại rồi nghe tới cái chỗ này đám đông bên dưới trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên cũng có hồ nghi trong mắt nhưng không tên nào dám lên tiếng dù sao cũng đang sống dưới đáy xã hội rồi tựa hồ nhìn ra được đám kia đang hoang mang lo lắng Chắc bịp khẽ cười một tiếng xua tay, "Ây da, đừng lo lắng, phong cách hành sự của anh đây không giống với Khuê Lang và Nguyệt Linh, đơn giản mà thô bạo như thế, ta cũng sẽ không quản tất cả các ngươi ăn no chờ chết. Chỉ có các ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta quản thúc thì ta mới có thể quản được, cái này cũng chính là đầu tin tức tốt mà ta muốn nói với các ngươi đó." Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tà dị, ánh mắt lập loè tinh mang mà huyết, chắc bịp dõng dạc tuyên bố, "Ta dự định tại tạp dịch phòng làm cơ sở, xây dựng một cái tạp dịch phòng tinh anh, giúp các ngươi thoát khỏi cái khốn cảnh bị người ta đè đầu cưỡi cổ này." Hết tập 594, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.